Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Và sau đó, 1 tháng 15 ngày theo âm lịch là đến ngày giỗ của cụ cố tổ của gia đình chúng tôi, của tôi, cụ cố 19 đời dòng họ Nguyễn Bá của tôi, đó là danh y Tệ Tĩnh, cụ sinh năm 1330 và mất năm 1400. Cho nên hôm nay tôi xin mạn phép tự bạch về bản thân nhân dịp tôi qua tuổi thất thập cổ lai hy, tức là tuổi 70 xưa nay hiếm, và lên lão đến tuổi bát thập đắc y hỷ, tức là sống đến 80 là vui cười tối ngày. Cụ tổ dòng họ Nguyễn Bá của tôi là danh y Tệ Tĩnh, có tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Chữ Tĩnh tiếng nhà Phật chỉ tình trạng là tự giải thoát và yên lặng. Cụ Nguyễn Bá Tĩnh là người thôn Nghĩa Phú, Tổng Văn Thái, Cẩm Giàng, nay là xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Còn tên tôi là Đỗ Nguyễn Thiều. Đời cụ tôi, hậu duệ thứ 10 của dòng họ Nguyễn Bá của tôi, đã phải đổi họ Nguyễn sang họ Đỗ vì sợ chúa Trịnh, Chu Di Tam Tộc, sau khi chúa Nguyễn Hoàng trốn vô Nam năm 1600. Bởi vậy, tên bố tôi là Đỗ Văn Phú, chứ không phải là Nguyễn Bá Phú, là Đỗ Văn Phú. Và ông tôi đã đặt tên cho bố tôi là Phú để nhớ nơi sinh là làng Nghĩa Phú, và để nhớ nguồn gốc họ Nguyễn của mình, bố tôi đã đặt chữ Nguyễn vào tên đệm của tôi là Đỗ Nguyễn Thiều. Đây là giấy khai sinh của tôi, ảnh giấy khai sinh đây là Đỗ Nguyễn Thiều. Nhưng bản tiếng Pháp thì không có dấu, nên là Đỗ Nguyễn Thiều. Trên sau này là khi mà tôi đi học thì mới cứ lấy tên là cái bản tiếng Pháp này, đã nộp cái bản lý lịch, bản khai sinh này, và tên là Đỗ Nguyễn Thiều. Nhiều người cứ nghĩ rằng Nguyễn là họ mẹ, thường thường là hay đệm họ mẹ và giữa, nhưng mẹ tôi lại họ Trương. Đấy, quý vị cũng thấy đấy, đó. Mẹ tôi họ Trương. Do giấy khai sinh gốc bằng tiếng Pháp năm 1942, không có dấu, thế là tên đệm thành chữ Nguyên, chứ đúng ra là Nguyễn. Trường hợp anh tôi là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương cũng như vậy. Tức là đến đời anh tôi và tôi thì các cụ là đặt chữ Nguyễn vào giữa để nhớ nguồn gốc của họ nhà mình là họ Nguyễn. Và sau đó thì tôi sang Pháp. Đây là passport của tôi. Đây.
Tôi ghi rõ Paris. Và tôi học ngành y ở Pháp. Và trình độ học vấn của tôi là bằng tốt nghiệp về trị liệu của trường đại học Paris Descartes, là bác sĩ thảo dược học. Đây là bằng của tôi, bằng tốt nghiệp của tôi. Của trường đại học Paris Descartes năm 1995 tại khoa thảo dược học. Đó. Và đây là bức ảnh chụp cái ngày mà tốt nghiệp, tất cả các học sinh viên của trường Descartes đứng để chụp hình và tốt nghiệp, trong đó có tôi. Thì trường đại học Paris Descartes là tọa lạc tại số 15 Rue d'École de Médecine, tức là cái phố, Rue là phố đấy, Rue d'École de Médecine, ở quận 6 tại Paris. Tôi là một lương y và tôi luôn có một cái tâm nguyện là một đời vì y học cổ truyền. Tôi sinh năm 1942 với ước mơ mang những bài thuốc bí truyền của gia đình dòng họ đến với mọi miền tổ quốc và toàn thế giới, nên tôi đã sáng lập ra trang web Dr. Bước Nguyên Thiều Official, đăng trên YouTube và Facebook với tâm nguyện chữa khỏi bệnh và mang nhiều niềm vui đến với bệnh nhân. Như vậy hai anh em tôi cùng là hậu duệ đời thứ 19 dòng họ Nguyễn Bá. Những anh Đỗ Nguyên Phương đã rất thành đạt. Anh đã chăm lo sức khỏe cho chủ tịch nước, lúc đó là chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn tôi chỉ là một lương y bình thường. Đây là ảnh tôi cùng với một bác sĩ Tây Y chăm lo sức khỏe cho các chuyên gia Nga trên Biển Đông. Đấy, mỗi một lần đi ra biển thì là đi bằng máy bay như thế này. Nhưng nói gì thì nói, hai anh em tôi còn may mắn hơn cụ tổ tuệ tĩnh của chúng tôi. Chúng tôi được sống trong thời đại độc lập, tự do của Tổ quốc. Còn cụ tổ của chúng tôi không may sống trong thời kỳ nô lệ nhà Minh bên Tàu. Năm 55 tuổi, tức là năm 1385, cụ tổ của chúng tôi bị điều sang, hay các sử liệu đều nói không rõ là đi sứ hay là đi cống, sang Trung Quốc để phục vụ nhà Minh với chức y tư cửu phẩm trong Thái Y Viện của Trung Quốc. Thì đi sứ chỉ là ngôn từ, cách nói tránh né một sự thật, là để thể hiện sự thần phục của mình đối với Thiên Triều Trung Hoa. Cho nên các vua chúa của nước ta hồi xưa phải triều cống vàng bạc, lụa là, ngọc trai, thợ thủ công, lương y tài giỏi, các mỹ nữ đẹp người đẹp nết để dâng lên Hoàng đế Trung Hoa. Ở Trung Quốc, cụ Tuệ Tĩnh đã chữa khỏi bệnh cho vợ của vua Trung Quốc và cũng rất nổi tiếng. Cụ được vua nhà Minh phong danh hiệu Đại Y Thiền Sư.
Và ngày 15 tháng 2 âm lịch đấy, năm 1400, cụ tổ của chúng tôi, cụ Tế Tĩnh đã mất tại Giang Nam, Trung Quốc. Đến năm 1660, tiến sĩ Nguyễn Danh Nho, người cùng làng ở làng Nghĩa Phú của tôi đấy, quê tôi đấy, người cùng làng với cụ tổ của tôi đi sứ Trung Quốc, có dịp tới Giang Nam đã thăm mộ của cụ Tế Tĩnh, thì phát hiện ra lời nhắn gửi ở trên bia mộ là: ai về nước Nam cho tôi về với. Nên tiến sĩ Nguyễn Danh Nho đã sao chép di nguyện đó lên bia đá tại đền bia nơi mà dân làng thờ cụ, và theo đó cụ cũng được thờ làm thành hoàng làng. Cụ Tế Tĩnh là tác giả của những tập sách nổi tiếng Nam Dược Thần Hiệu và Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, là người đầu tiên đề cao tư tưởng Nam Dược Trị Nam Nhân, tức là thuốc nam chữa người nam. Và cuốn sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư là cuốn sách thuốc cổ nhất của nước ta. Bộ sách Nam Dược Thần Hiệu của cụ Tế Tĩnh giới thiệu 580 vị thuốc nam và 3873 phương pháp điều trị 184 loại bệnh. Câu nói của cụ Tế Tĩnh: Nam Dược Trị Nam Nhân, thể hiện quan điểm đầy biện chứng về mối quan hệ mật thiết giữa con người với môi trường sống xung quanh. Quan điểm ấy dẫn dắt cụ Tế Tĩnh lên ngôi vị cao nhất của nền y học cổ truyền Việt Nam là ông Thánh Thuốc Nam. Trong trước tác của mình, cụ Tế Tĩnh không dập khuôn theo các trước tác của các đời trước. Cụ không đưa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lên đầu trang sách, mà xếp các cây cỏ lên trước tiên. Cụ cũng phê phán tư tưởng dị đoan của những người chỉ tin vào phù chú mà không tin thuốc. Cụ đã nêu ra nhiều phương pháp khác nhau để chữa bệnh như châm, chích, chườm, bóp, xoa, ăn, uống, hơ, sông. Đó là một chút tôi nói về tiểu sử của cụ Tế Tĩnh, tức là cụ tổ 19 đời của tôi. Rất cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.